Chính audio xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ lên ba cái con Bowway này nha các bác nhé. Tình thì em sẽ quay chi tiết từng con một. Cái con đầu tiên bên này ạ, đây cái con bên này này, em đang chỉ tay vào. Thì con này là em cắm nguồn thì nó không thấy lên nguồn và có những cái dấu hiệu là mở ốc nha các bác nhé. Có dấu hiệu mở ốc, tí nữa em sẽ quay chi tiết để các bác xem. Con cũng màu đen phía bên dưới này. Thì là tình trạng lên ngon bình thường, nhưng mà cái chức năng chạy CD á, cái CD thì nhận CD nhận kém, hơi vấp. Con trắng này thì hoạt động không có vấn đề gì. Đấy là em đã test rồi, em đã test cả ba rồi. Đây thì bây giờ em sẽ quay từng con. Đầu tiên em quay con này trước. Đây, con này vì sao? Vì đây nha các bác nhá, cái ốc này của nó bị rơi ra này. Đây, và là em thấy nó toét cái đầu ốc này. Để nó test cái đầu ốc đấy, thì em đoán là bị vấn đề gì rồi. Đây, con này nó có một cái vết nứt vỡ ở phía bên dưới này đấy. Đấy, nó có vết nứt vỡ ở phía bên dưới này. Mã thì em bác nhé, Bowway Music System, Bowway Music System đấy ạ. Đấy là của nó, vỏ viết thứ rất là đẹp. Em sẽ quay ngoại hình đầy đủ hết cho các bác xem. Em sẽ thanh lý cả ba con này các bác nhé. Bác nào có nghề hoặc là các bác quen thợ về các bác xử lý thì các bác kiểm tra, các bác xử lý. Đấy là một con. Đấy nha các bác nhé. Đây là một con màu đen. Đây, em sẽ rút điện của cái con màu trắng này ra trước. Em quay cái con màu trắng trước. Đây. Đây là mặt, mặt trước nó. Đây là mặt trên. Cái này là em cũng chưa lau đúng không ạ? Đây là bên hông. Đây là bên hông nữa. Đây là bên sau. Các chức năng thì cũng giống như con khác nha các bác nhé. Và đây là phía bên dưới. Bên dưới ba con này thì em sẽ, trong video em sẽ quay, em không báo số series nữa các bác nhé. Em không báo số series để bác nào có nghề về các bác có thể làm được thì các bác làm, hoặc là các bác nào về này, quen thợ các bác làm thì cũng được. Đây, em quay tiếp đến cái con này. Đây ạ, mặt đây ạ, bên trên ạ. Đây, phía bên hông ạ, phía đằng sau. Nè, đây phía sau. Và đây phía bên dưới. Nhớ các bác nhé. Đấy, bây giờ em sẽ cắm và em test từng con một cho các bác. Em sẽ test cái con trắng này trước này. Hiện tại ở trong đây nó đã có đĩa, thì khi cắm vào nó sẽ nhả đĩa ra nha các bác nhá. Đấy, đây em sẽ test từng chức năng. Đây em chưa này, em cho to tiếng lên một chút. Đây em dò đài đó. Đây là AM nha các bác nhé. Đây em chuyển. Có mang đến một không gian tâm tình về cuộc đời phiêu bạt trong nhiều thập kỷ của nhạc sĩ Trần Tiến. Cuộc đời hoạt động âm nhạc của ông được mọi người gọi bằng những mỹ từ như gã su ca, kẻ lãng tử, phiêu du, nhưng ông vẫn thích từ phiêu bạt hơn cả. Vì lẽ đó đêm nhạc đã gói gọn trong. Đấy, giờ em test đến đĩa CD. Sẽ lên next bài, lên next bài coi nhá.
sẽ nâng đến vài bài đi. Đấy, bài số 9 ạ. Đấy, bây giờ em sẽ test xuống cái con phía bên dưới này nha các bác nhá. Em sẽ cắm điện cho cái con phía bên dưới ạ. Mà quên để em bỏ cái đĩa ra nữa. Em sẽ chuyển cái dây nguồn này cắm xuống cho thằng bên dưới. Trong đây nó đang có một cái đĩa. Và nó sẽ nổi đĩa ra. Đây em cũng lấy cái đĩa này để em test luôn. Ở đây em test AM FMC trước cho các bác nhé. Đây là AM này. Em cũng dò. Đây. Đa dạng tại những điểm đến của nước ta, tại địa danh được trải nghiệm các thiết bị làm sáng tác các nội. Này, em xem em. Và người trên xe, chúc quý vị và các bạn lái xe an toàn. Và thưa quý vị, những thông tin hữu ích trong chuyên mục Mèo hay giúp bạn cũng đã khép lại 30 phút của chương trình Thế giới mạng ngày hôm nay. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Thế Dũng, tổ chức sản xuất Vương Duyên, chương trình do biên tập viên Thắng, phát thanh viên Hoàng Minh Phù Hồng và kỹ thuật viên Bích Hòa thực hiện. Thân mến. Con này thì nó nhận đĩa CD khá là chậm và nó đọc nó bị vấp nha các bạn nhé. Đấy, nó đọc nó bị vấp đấy ạ. Đấy, nó bị vấp vậy. Đấy, nó đọc CD nó bị vấp như vậy. Đây em qua bài khác luôn. Đấy thì thực tế là nó bị như vậy. Đấy, thì em cũng giới thiệu hai cái con, ba cái con như thế nha các bác nhá. Đây, ba con này thì sẽ bao gồm máy này, dây nguồn này, một cái điều khiển này và một cái điều khiển này nha các bác nhá. Đây có ba cái điều khiển đấy ạ, hai cái điều khiển đấy ạ. Ba con thì hai cái điều khiển nha các bác nhá. Con này thì có thể chọn AM FM. Đây FM này. Năm 2015 hội nông dân xã đã thành lập cái câu lạc bộ phát triển kinh tế AM này. FM này, con này thì điều khiển AM FM vậy trong đó phát triển mạnh vẫn là mô hình hố cá. Đây, em sẽ tắt nó đi. Đấy thì bác nào có nhu cầu ba cái con này thì em sẽ để giá ở trong cái tiêu đề của cái video luôn nhé các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0916 507 222. Em ở khu đô thị Thanh Hà, phường Kiên Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đấy thì là em bán thì là em ship code có cọc. Với những cái trường hợp này thì em bán coi như là những cái hàng lỗi. Con này thì đấy, em bán cả ba con, combo cả ba con luôn. Vì bây giờ em đi làm khá là bận nên là em cũng không thể có thời gian bán lẻ được. Hàng em thì các bác theo dõi kênh ấy, thì về như thế nào thì em sẽ để như thế em bán thôi. Chứ em không có sửa chữa gì hết. Tình trạng như nào em quay rõ video như thế để em quay em bán để cho các bác, chứ không có sửa chữa hay là bùa đồ cái gì cả. Thì em xin phép kết thúc video tại đây ạ. Em xin chào và cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều.